không? Và phía bên tay trái thì các học viên có thấy là một loại cá sấu chúng ta đang nằm rất là yên ắng để đóng vai trò như một khúc gỗ, khi mà mồi đi ngang qua nó bắt đầu hành động. Đang nằm rất là yên ắng nha. Sáu người già mình tập hợp mình đi ăn nha. Rồi đi. Tao chở xe mình đi. Chậm vậy chứ tới chừng